bạn giơ tay về chỗ. Về chỗ. Về. Về. Giơ tay để về. Về về chỗ. Tôi bảo đóng mắt rồi không được làm gì cơ mà. Sao bảo tự nhiên lại giơ tay. Đấy. Ok. Âm nhạc bật lên, mời các bạn đi chuyển phát vào nhau nhảy mạnh lên. Đúng rồi. Ok. Mấy bạn kia, bạn này mà không di chuyển, không đi thì mình sẽ bơi xuống rồi. Thôi anh nhạc dừng lại. Ok, đây. Chúng bây giờ sẽ hỏi một bạn rất đáng yêu rất cute, mặc quần ống lè Con ơi, con tên là gì đấy? Diệu Anh. Diệu Anh về chỗ. Con ơi, con tên là gì đấy? Con này thông minh này, ok nhé. Dê về chỗ. Cứ bảo không biết là được di chuyển được nữa, bảo di chuyển là thế nào nhở? Chú bảo rồi cơ mà, sao không nghe lời chú gì hết? Ok, âm nhạc tiếp tục, mấy bạn đứng gần lại nhau, đứng gần lại nhau, đứng gần lại nhau rồi, đứng gần lại nhau. Đây. Rồi, đóng băng, đóng băng, đóng băng. Đó, ok. Sẽ hỏi một bạn tiếp theo. Rồi, chú hỏi bạn đóng băng. Ok, một bạn rất đáng yêu của chúng ta. Tí nữa sẽ bạn sẽ có một ca khúc rất hay để dành tặng tất cả quý vị ở đây, đúng không con? Không nói gì, thông minh rồi. Sao đấy? Sao đấy? Tại con về chỗ, tại con. Tôi chưa hỏi mà đã tại con như thế nào.